Hi chào mừng mọi người đã đến với video của mình nha. Thì mình vừa đi làm về ha mọi người. Thì bây giờ sáng nay là ngày đầu tiên của đám con của Trắng. Thì đây mình có mua cái da heo cho Trắng nó ăn bồi bổ ha mọi người. Bây giờ mình sẽ mang ra cho nó luôn ha. Mọi người nhớ ai đi không? Mặt bất cần. Cháu mình nè mọi người. Mới hết đồ đính. Nhìn mặt nó. Bác ơi. Ê. Mặt nhìn mất cần dữ vậy con. Hết cần đời à. Đang đẹp trai mẹ đi cắt tóc lên là hết cần đời à, mình có thêm một ít nước nước bún với lại gì vậy? Cái tô nó ngậm cái khúc gỗ vô mọi người. Đói quá à, đi ra ăn không? Đi. Đi. Để mình gấp á. Cho con Eto ăn chung luôn. Tự nhiên nó gặp cái khúc cây vô mọi người. Trắng nè mọi người ơi. Ê da. Ăn thôi Trắng ơi. Ôi Eto, từ từ con. Tối qua thì nó ăn hết á, cháo rồi nha mọi người. Để mình lấy cái nồi ra đi. Đây ha mọi người, thì mình có nước bún. Cái này để cho con Trắng đi. Cho Trắng nhiều nhiều. Đây. Với lại da lợn ha. Da heo. Tô miếng. Để cho cái tô miếng. Đó. Vàng 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 vàng. Có vàng nữa nè mọi người. Rồi. Vàng vàng vàng. Để tô ơi vàng. Nè, vàng 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 vàng. Vàng vàng vàng. Vàng 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 vàng. Ở đây hơi dơ ta. Để mình đi kiếm cái gì lót được nó đã nha mọi người. Đi. Chẳng mà. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh. Cho Eto với cho vàng ăn luôn nha mọi người. Chăng. Nó thèm ăn thịt heo hơn là nước lèo mọi người ơi. Cho Trắng miếng bự luôn nè. Vàng nó không thèm ăn nước lèo luôn, nó thèm cái này hơn nè. Cho Trắng nè. Hết bọc thịt heo mà mọi người. Cái miếng này to quá, ăn Trắng ăn không được sao á.
mình cắt ra cho nó. Nãy cái miếng này to quá, ăn trắng ăn không được mọi người. Eto đang ké mẹ trắng mấy miếng. Cho Eto miếng cuối đi. Eto miếng cuối đi. Đi đâu rồi mọi người? Vàng giờ hấp nước lèo thôi. Còn một cái nước lèo đây nữa ha. Cái này chắc mình để dành cho ăn trắng đi. Để vào trong này xíu nó ăn thì nó ăn. Đây cho mọi người coi cho con nha. Hai trắng, một vàng với một đen nè mọi người. Trắng vô nè. Chưa con? Nó cho bú quá, no hết rồi. Nhìn như thỏ ấy mọi người. Đẹp chưa? Chó trắng mũi đỏ. Con này chó trắng mũi đen. Để ra con chó trắng mũi đỏ. Đây là ngày đầu tiên của tụi này nha mọi người. Trắng đây. Vô đi, vô với con đi. Mình để cái nước lèo đó luôn ha, nó ăn thì nó ăn. Nó đói thì nó sẽ ăn thôi. Vàng thì đang hấp ngoài đây. Xong hết chưa? Hết rồi nè. Cho Eto miếng đi. Eto. Rồi vàng. Cho Eto miếng. Vàng cho Eto đi. Vàng nó cũng hiền lắm nha mọi người. Nó không có dành đâu nha. Kia mọi người. Trời hôm nay siêu nắng luôn. Đang 1 giờ chiều nha. Mình mới làm về cái mua cho nó cái bịch da lợn ấy. Cho nó ăn. Với có hồi sáng nó dư nước lèo á. Vàng nó ăn luôn rồi. Cái tô nó bỏ luôn rồi. Rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Thì mình sẽ kết thúc video tại đây ha mọi người. Mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một share và một đăng ký nha. Và nếu có đóng góp gì thì hãy bình luận ở phía bên dưới nha mọi người. Tạm biệt mọi người.